Hồi nãy anh có nói với em, anh chưa có nói là cái khuyết điểm của ba nhắc tặng qua kia. Đó là món quà gửi gửi em, nó hiện tại là công việc của anh đang làm. Dạ, cảm ơn, dạ. Em cảm ơn anh. Cho em gửi. Chị cảm ơn em. Dạ. Chắc là trái cây rồi ha. Dạ. Cho em gửi anh lên. Cây. Là cái gì đây? Dạ, hãy cái gì đó chứ anh đưa lên mở rồi biết. Còn mấy chị cho anh. Dạy cái gì em? Dạ, em giáo viên dạy mầm non. Mầm non. Rồi, mời bạn nam. Kính chào quý vị khán giả của em nhé. Đang thế này. Bình tĩnh nào. Gần xa. À, chào anh người đang ăn các tường bạn gái của em. Vậy chị Cát Tường, chị Cát Tường. Chào bạn. Thôi, bối rối chút xíu. Em hôm nay là 27 tuổi. Hiện tại là nhân viên phân phối xuất nhập khẩu trái cây ngoại nhập. Thì em sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại em ở khu đất. Quê đâu? Dạ, quê em khu đất. Kế bên quận 12, nó giáp ranh với Bình Dương. Là đâu? Thành phố Hồ Chí Minh. Nó nằm khu vực nào? Đối diện em à. Em ở gần ngay ngã tư Bình Phước á. Là sao? Chỗ nào? Hiện tại em sống ở quận Thủ Đức. Bạn gái thưa được kìa. Nhận chuyện tí cho nó vui thôi. Khớp nhưng mà dễ thương lắm. Điểm mạnh điểm yếu của bạn đi, bạn làm luôn đi cho đỡ rung. Điểm mạnh là của em là ăn nhiều, nói nhiều. Em ăn là em ăn bằng cái thau á. Thu 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 cái máy chứ. Dạ. Nói thì em nói nhiều lắm. À. Cái hạn như là anh Linh rảnh thì nói chuyện với em cả ngày. Nhưng mà trừ khi là em đừng đói bụng quá rồi. Điểm yếu của em là nhát gái. Với lại em hương nói chuyện gung gung lắm. Với cà lâm hạn như bây giờ. À. Vậy là nãy giờ đang gung đó phải không? Dạ. Ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Em thì có một vài ưu điểm như là mọi người thường nhận xét em là dễ gần, dễ tính. Em thì biết hát, biết múa, chút chút thôi. Biết đọc rap, biết nói ăn chút chút. Thôi bây giờ anh thì anh gung quá đâu, em đọc rap thử coi. Bữa giờ lên đây chưa ai đọc rap. Cô ơi cô đừng đi lấy chồng. Về tay đô bên dòng sông tụi người hát cô nghe đó trời ơi. Cô đừng đi lấy chồng. Để tôi ngồi buồn bên bề hát ly cây bông. Ơi họ là họ ơi, trăm đầm gì đẹp bằng sen. Em xinh đẹp không cần bằng khen. Mới tới tuổi mà đã biết thẹn. Gồ bồ kết nên tóc em đen. Dáng dịu dàng và đoan trang. Đừng vội về nhà chi sớm em ơi. Khoan, bông trắng là bông xanh nè. Chỉ cần ta cùng bên nhau và cùng chung một cơn mơ chứ đừng bánh bồi. Bên lỡ để anh hỏi mà không hề mong chờ. Wow, quá dữ, quá dữ. Nếu sao bạn nam, sao bạn nam như bên kia được? Dạ không, em mới đọc luôn. Bạn có tài lẻ gì không? Dạ không luôn. Hay không? Em thấy hay không? Dạ quá hay luôn. Quá hay luôn. Bạn ha. Này thiếu nhạc xíu nữa. Cái đó nãy giờ điểm mạnh không ha? Còn em có điểm yếu gì không? Nói cho bạn trai nghe luôn. Tính em vội vàng rồi hơi nóng tính xíu. Rồi là hậu đậu hay quên. Rồi nhút nhát nữa. Lúc âm nhạc đâu thấy nhút nhát đâu. Dạ âm nhạc thì cũng vụ. Còn có nhiều cái ví dụ như sợ mấy con côn trùng như dán nhỏ này kia. Tình trường thì sao? Tình trường thì em nó trải qua hai mối tình. Mối tình thứ hai thì chia tay cách đây một năm rồi. Chuyện như là không thể chấp nhận được. Không chấp nhận được cái gì em? Tại vì lúc đầu em thấy ảnh cũng man lắm. Nói chung ủa là khúc sao hết man hả? Cái qua cái cử chỉ và hành động á thì hả em nghi là người này không có man. Dễ sớm dễ sợ dễ tính. Còn đó là sao anh lên đây giờ, em chết em khẳng định với cô ấy em là ai? Dạ em là nam 100%. Em trải qua mấy mối tình rồi em? Có hai mối tình. Mà mối tình đầu thì em năm hồi 17 tuổi. Trời ơi, sao? Thứ hai em chia tay khoảng hơn một năm rồi. Đang tìm hiểu, phải hợp thì không có quen nhau. Có hung chưa? Dạ, chưa có. Thiệt không? Dạ thiệt. Mối tình trước 17 tuổi có hung không? 17 tuổi thì có hung. Chắc kỳ vậy, 17 tuổi thì có hung. Mà bây giờ thì không hung. Hồi nhỏ sao vậy em? Thấy mấy người lớn á. Người ta thấy người ta hung mà mình hung, thấy hung theo. Người ta sống lúc lớn không hung? Thì lúc lớn thì thấy đang quen thôi, chừng nào mà vợ em mới hôn. Trời đất ơi. Còn yêu nhau cũng chưa hôn luôn. Yêu nhau mà yêu quá thì chắc em làm liệu luôn. Rồi mẫu bạn gái của em muốn tìm là người như thế nào? Cao khoảng chừng 1m55. Gọi là nước da mà ngăm ngăm. Tóc dài. Mua đen nha, thích truyền thống. Em thích một nửa. Cái gì cũng nửa. Điểm gì em không thích ở người bạn gái? Ăn nhậu rồi hút thuốc. Dạ. Em có ăn nhậu hút thuốc nhiều không em? Dạ không. Sao mình? Ví dụ mà xăm bông thì được. Sao vậy? Tự nhiên xăm mình không được mà xăm bông được là sao? Hả? Dạ, có nghĩa là hay gì xăm mình á thì người ta sẽ lúc nào người ta cũng phê ra thì giống như giang hồ á. Dạ, còn xăm bông thì không ai mà đưa ra đó. Dạ, nếu mà đưa chỗ kính. Có nghĩa xăm bông là để mình em coi thôi thì được. Dạ. Còn xăm mà cái gì mà người ngoài thấy là không được. Xăm bông á mà bạn gái nó cho phê người ta coi á, muốn vậy thì em cho luôn. Rồi quan trọng dám không? Chắc dám à. Không ai, em thấy không ai đi ra đường mà đưa cái mông. Rồi bây giờ là mình chuẩn bị để kết hôn chưa? Dạ thì chuẩn bị về mà gọi là tinh thần rồi. Em và ba mẹ em thì gia đình thì được, ok. Mà quan trọng là bạn gái có chấp nhận em không thôi. Ủa em có bị gì không mà bạn gái không chấp nhận? Không có, sợ em không chuẩn men. Em chuẩn 100%, sợ ta nghi ngờ mình phải khẳng định được. Tại sao là mình sợ người ta nghi ngờ mình? Tại vì thấy bạn đồ thấy nó màu sắc quá. Mấy cái chị cho ai chọn áo em nè. Anh em tới mấy cái áo? Ba cái áo. Áo màu xanh, màu vàng, màu đỏ.
tưởng ổng đem màu đen, màu xám, màu vàng, mà mấy chị chương trình chọn cái màu vàng. Trời ơi. Tại chị dặn em là mặn đồ mà sáng sáng. Thì em vô em thấy thì nó là em vô thì sáng là màu trắng, đó là sáng. Còn cái này là nổi. Dạ, màu trắng thì nó em không thích màu trắng. À. Dạ. Em thích nhất màu gì? Dạ em thì thích thì dạng như là màu màu đỏ. Màu đỏ hợp với em. Mai mốt lấy vợ về rồi tiền ai quản lý? Thì vợ quản lý. Dạ ông lấy em có nhiều đưa hết. Đưa hết luôn. Đưa hết luôn. Rồi tới hồi cần cái gì xin lại vậy? Không, có gì nếu mà em không ví dụ mà cho thì lấy không cho thôi. Không cho tiền đâu xài. Khi mà em ví dụ giả sử trường hợp bị bể xe ơi, thì em alo cho vợ. Nó nói em ơi anh bị bể xe anh không có tiền. Vợ em ví dụ mà thấy vậy á, phiền phức lắm muốn đưa tiền. À, em muốn lấy mà có chuyện gì anh cũng kêu em hết trơn á, đúng không? Vậy đây là một cái sách hay á chứ. Được. Hay á, chịu anh rồi đó nha. Được. Em có duyên lắm mà. Lấy anh này về không sợ buồn đâu em. Ha. Được á. Rồi để anh coi bên thằng gái thế nào nha. Dạ anh chào anh Quỳnh. Chào anh gái. Bây giờ anh nghe anh bên đó anh nói chuyện anh thấy sao? Dạ vui, hài hước. Vấn đề làm dâu á sao em? Vấn đề làm dâu thì chị em thì ở riêng rồi, còn có mình em rồi, cho nên nếu mà anh đi rồi ở nhà có mình ba mẹ. Tức là em đang ở với ba mẹ luôn. Dạ đúng. Nếu anh về nhà em ở luôn được không? Dạ được. Để anh hỏi dù ở rể có được không? Em gái bên đây cũng dễ thương đó, em ấy cũng muốn ở nhà chăm sóc bố mẹ. Rồi thí dụ bên kia đàn gái mà ta đặt vấn đề là bắt rể thì em nghĩ sao? Dạ thì bắt rể thì cũng được, nhưng mà đừng bắt em luôn được rồi. Ví dụ mà mình có cho em về, ví dụ mà hai vợ chồng về thăm ba với mẹ thì cho chứ. Dạ không có, anh sợ nhiều khi rồi không cho về, không cho về nè, ông về là ông chết luôn. Em hả, dứt bắt luôn rồi. Rồi, em hay khóc không? Nếu mà tùy theo trường hợp. Trường hợp nào em rơi nước mắt rồi? Trường hợp thì dễ xíu như là người yêu mà chia tay á. Thì đó là mình rơi nước mắt á. Nhưng mà cái cảm giác đó em chưa bị. Giờ hôm nay bạn gái đi với ai? Em đi với ba của em. À, có ba theo hả? Xin chào MC Quyền Linh, MC Cát Tường. Tôi là ba của Khánh Đông. Thì cái phần còn lại á, thì để cho tôi nói quyết định. Còn về cái phần mà nhận xét á, con tên gì nè? Dạ con tên Tiền, Nguyễn Văn Tiền. Nguyễn Văn Tiền. Dạ. Hình dáng thì như là khỏe mạnh, chắc chắn, cao ráo, thì cũng đẹp trai đó, chững chạc, như vậy vui tính. Rồi điều đó thì chú cũng chịu rồi. Nhưng mà có vấn đề nãy vừa nói, vấn đề mà có bắt rẻ hay không á, thì chắc chắn là chú không để bắt luôn đâu. Vì Khánh Đông thì ở với chú, cô chú thì cũng gần 60 rồi. Dạ. Nhà thì rộng chứ không có hẹp đâu, ở quận 8. Thì có điều kiện mà hai đứa cho nhau cơ hội mà tiến tới hôn nhân á, thì chắc lẽ ở với chú có được không? Ở đây chú hỏi thẳng luôn. Cũng gần. Dạ, ở thành phố quận mấy quên nãy mới nói. Dạ con ở quận Thủ Đức. Thủ Đức là cũng gần Thủ Đức. Dạ. Thì Thủ Đức là nói về là con giáp ranh Bình Thạnh, quận 9, Bình Dương, quận 12. Nói tới người chị thì đã gã rồi. Dạ. Đã riêng rồi. Mình thấy nếu mà gã nữa đi nữa thì cô đơn lắm. Kể như bây giờ chú đồng ý rồi đó ha. Dạ. Bây giờ chỉ trao quyền lại cho mấy đứa trao cơ hội thôi. Chú đồng ý, nhiều khi bạn gái con ví dụ sau này vợ con thì không đồng ý cũng như không luôn. Thì con gái thuyết phục mà chắc được nghe lời chú mà không sao đâu rồi nha. Dạ. Cảm ơn chú ạ. Rồi. Em đi với ai? Những ba bạn đồng nghiệp của em và chị họ em nhưng mà khác họ. Dạ. Dạ em kính chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em là chị làm chung công ty với em Tiền. Thì em gái này rất là dễ thương. Theo mà kinh nghiệm mà với em Tiền bao nhiêu năm á, thì em gái này cũng nằm ở trong danh sách một số bạn gái mà Tiền đưa ra tiêu điểm. Dạ, chị cũng mong là hai đứa em là có cơ hội để tìm hiểu với nhau. Rồi cảm ơn chị. Rồi bây giờ kéo màn lên ha. Dù nói cái vụ mà cái bảy người cho về không đó nha. Kéo màn lên. Mời bạn. Hồi nãy anh có nói với em, anh chưa có nói là cái khuyết điểm. Bạn nhắc tặng quà kia. Anh có mà gửi em nói hiện tại là công việc của anh đang làm. Dạ, cảm ơn. Dạ. Em cảm ơn anh. Em gửi. Chị cảm ơn em. Dạ. Chắc là trái cây rồi ha. Dạ. Cho em gửi anh. Trái cây. Là cái gì đây? Dạ, thì cái gì đó chứ anh đưa lên mở rồi biết. Còn mấy kia cho ai? Dạ, mấy kia là cho mấy bạn ở dưới quay phim. Dạ. Có quà quay phim nữa. Không cho mấy quay phim là đâu có cái giỏ xin gì đâu. Dạ. Anh có nhận xét gì vậy em? Nói chung là hơn cái gì anh mong đợi. Đẹp gái. Mà anh thấy anh giống như là, anh nãy anh nói chưa nói hết điểm anh đó. Là anh xấu trai. Nhưng mà anh thấy anh giống như là Ngu Mà Dương đi công chúa. Không, anh nhận anh cũng được mà. Làm gì tại Ngu Mà Dương vậy? Đẹp trai. Trời, mà sao không tự tin gì vậy? Có trai khen đẹp mà. Ngu Mai Dương đi công chúa nhưng mà hai vợ chồng đó anh. Phải hay đó không nha. Đẹp trai. Để cho anh thoải mái xíu, em chỉ anh một đoạn rap á. Em một hát đoạn rap bây giờ thử câu thôi. Anh tưởng anh không biết rap, không biết hát thì giờ anh biết múa minh họa không? Hát dở lắm. Vậy anh diễn đi. Thôi để anh cố gắng để anh hát cho em nghe mà em đừng có chê dở nha. Khi em ngồi bên bao nhiêu buồn phiền xong anh biến tan. Nè. Tự tin lên nào tiếp đi.
em như ánh sáng sao cho đường tình anh không sai lối. Anh xin mãi mãi yêu em trọn đời yêu không hoàn thành. Chỉ cần em vui đối với anh vậy thôi. Đôi khi em lúc vui với gần hàng xin em bỏ qua. Sao mà anh buồn quá giờ? Anh hát là yêu mà sao mà anh buồn quá giờ? Không có, anh có đôi mắt vui chứ. Mà anh buồn là anh căng thẳng á. Thôi vậy giờ anh hát tặng anh nha. Em chỉ cần một người xin em đi ăn món ngon mỗi ngày. Em chỉ cần một người sẽ khiến em cười vui. Cổ muốn là nếu mà chồng cổ thì hôn cổ mỗi ngày được không? Được không? Vẫn đi ăn luôn. Ăn ngày sở trường anh mà. Cái chuyện mà hôn, hôn mỗi ngày kìa. Hôn mà hôn này cũng được. Anh thương là anh hôn hết. Em thích trai hay gái em? Nói chung trai gái sao cũng được. Còn gì, con chồng là dạy nó được không? Em là giáo viên em phải dạy nó được rồi. Lỡ như mình dạy con ta được, còn con mình dạy không được sao? Không có, anh có cách trị hết. Không nghe lời là anh không cho anh trái cây. Trời giống em đó. Ví dụ mà ai đứa mình tiến xa em muốn ở đâu? Ba nói rồi, nói bắt rễ đó. Không, tại nãy nói nhỏ anh không nghe rõ. Quận 8. Quận 8 là đường nào em? Quận 8 đường Dương Bá Chạc. Ngay đầu với Nhân Cần luôn. Anh ở Thủ Đức hả? Anh ở Thủ Đức. Rồi 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 em. Em có những khuyết điểm vậy á nãy á, rồi anh có chấp nhận được không? Tướng anh về chứng men chắc được, anh chấp nhận được hết á. Cái quan trọng là em có một điểm mà tốt là được rồi. Show ca gì anh chấp nhận được hết. Em thấy anh là chuẩn men thì có quen nhau mà có gì đó khó khăn á, anh có cùng em vượt qua những cái khó khăn trong tình cảm không? Anh sẽ vượt hết em. Người ta nói cái câu như thế này rằng đường đi tuy khó, không khó. Khó ở chỗ là ngăn sông cách núi. Mà nói cho rõ ý như đường đi không khó. Anh nói là khó không có đi khó. Đường đi tuy khó, khó không có đi. Không đi tuy khó. Khó không khó ở chỗ gọi là ngăn sông mà cách núi. Mà khó ở chỗ lòng người ngại núi hay sông. Thật sự là anh nói chuyện thì không biết nói chuyện như thế nào mà gọi là lãng mạn hay là để được mà em chấp nhận. Nhưng mà anh sẽ nói chuyện ra là xuất phát từ trái tim của anh mà cho em biết. Và anh hy vọng anh và em sẽ cùng đập trái tim với nhau, biến trái tim trên hình đó thành một trái tim màu của tình yêu. Anh nghĩ rằng khoảnh khắc này là thật tuyệt vời. Khi chúng ta về già, ngày nói con cháu chúng ta biết rằng ngày xưa ông và bà đã quen nhau như thế này và hạnh phúc cho đến ngày hôm nay. Và nắm tay chặt nha. Hấp không em? Hay quá. Hay quá. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Cũng xong bánh. Rồi bây giờ hai bạn nắm tay nhau đi. Một cái hôn đầu tiên. Rất tuyệt vời chàng trai. Đây những chiếc vé xem phim của hệ thống cùng đạt và 212 đến chiến thắng Cinebox. Đây gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Tặng cho hai bạn sản phẩm của nhà tài trợ Kumagon. Hết đau dạ dày tận hưởng cuộc sống. Một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng. Nói là em muốn anh quen em phải như thế này như thế kia. Rồi khi anh cưới em phải như thế này như thế kia. Tiền bạc anh giữ em giữ gì mong muốn nói hết cho chàng trai nghe đi. Dạ em làm nha. Hỏi coi bây giờ mày muốn lấy giao tiền ai giữ gì đó hỏi đi. Cái này là về nhà sẽ sắp xếp. Không đi. Bây giờ nói luôn hứa trước mặt mọi người luôn đi. Cứ lên hỏi về. Không có. Cứ lên hỏi. Không phải hỏi chứ. Về thì ví dụ như là vợ cũng hết. Ví dụ như là em biết được thì chị về. Thì bên đó cũng có cái loại rồi luôn cũng vợ. Là hai đứa nắm tay hát nhau thế. Mũi hát bài tặng cho người ta đi. Tệ lắm. Tệ nó. Không biết hát, không nói thiệt á, gì cũng hay chưa, mà cái hát thì tệ. Bác sĩ hát đó, bác sĩ. Đại dương xanh cùng ngày hôm nay đưa tay khắp đất trời này chỉ cần em bên cạnh anh thôi bóng xanh cũng về thôi
Rồi, trở về ghế đi các bạn. Rồi, hai đứa về ghế ngồi đi nào. Đã đến lúc chúng ta đưa ra quyết định của chính mình. Các bạn để tay vào nút bấm các bạn. Chúng tôi để thời gian các bạn nói chuyện rất là nhiều để ta có thể hiểu nhau một phần nào đó. Bây giờ chúng ta chỉ quyết định bằng chính trái tim của mình thôi các bạn. Nhắm mắt lại, lắng lòng 30 giây, kiểm tra xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Trái tim chúng ta có một chút rung động gì chưa? Bởi vì ta có thể nói vui được, có thể đùa được, nhưng giây phút này không thể đùa được. Ta bấm nút là chúng ta phải chịu trách nhiệm về nút bấm đó. Bấm nút là để thể hiện tình yêu của nhau, để hiểu nhau và đi xa hơn. Chúng ta bấm nút vì một ai đó, bấm nút vì bất kỳ điều gì nữa các bạn nhé. Thật nghiêm túc khi bấm nút. Chuẩn bị, quyền quyết định là của bạn. Nếu chúng ta cảm giác không rung động, đừng bấm. Nhiều lúc bấm cho nhiều người khác. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Rất mình phải hẹn hò với nhau đó. Tôi thấy lo cho chàng trai quá. Không, thật ra không lo đâu. Thật ra có ngày nào tôi Linh rất là cái tính của con. Nói gì nói trong cuộc sống tất bật mưu sinh này, nó cũng cần một chút vui hài hước như thế để nó quên đi những buồn phiền trong cuộc sống. Nhưng trong sâu thẳm cái tính cười đó, cái sự bông đùa đó, nó là một cái chiều sâu về suy nghĩ rất là kín kẽ luôn. Bạn trai ở đây á, hơi hiền chút xíu, chậm chút xíu, nhưng với sự hỗ trợ của bạn gái thì chúng ta sẽ tạo nên một cặp rất là hoàn hảo luôn. Bạn gái rất là thông minh đó nhá, rất là vui luôn. Nói gì nói, đây là con người nói là cũng sâu sắc lắm đó. Cố gắng giữ lấy, quan trọng có giữ được hay không thôi. Chứ thật ra là tôi thấy là cặp đôi này hợp đó. Tôi tin điều đó, bởi vì nhìn mẹ với lại nhìn bà đó, tôi tin rằng ở cô gái này có một sự chân thành rất là lớn luôn. Hả? Tôi thích cái tính đó. Chị thì thấy là cái quyền quyết định trong gia đình của các em á là do em. Đúng rồi. Em là nóc nhà đó. Cho nên là vui hay không là cũng do em, buồn hay không là cũng do em. Nói chung đại đa số nóc nhà là phụ nữ hết. Kiểm soát nó nghe không? Không, dễ thôi. Là cũng không có gì nó quá lắm đâu. Cái người một con gái mà luôn mang nhiều cái nguồn năng lượng như thế này thì rất là khó nha quý vị. Quan trọng là chàng trai này phải chịu được cái áp lực đó. Nó chịu được. Thật ra cậu này là rất là bình tĩnh, kiên nhẫn nữa. Ha. Và hai đứa sẽ bổ trợ cho nhau rất là nhiều. Bây giờ nè, trước mặt mẹ với bà nè, hứa cái gì đi. Đó. Con sẽ cố gắng hết sức. Hay quá. Nói gì đi. Mình lớn rồi đó. Đây là một gia đình có thể, nếu chăm sóc nó, đến lúc đâm hoa tới trái, nó sẽ hạnh phúc mãi mãi luôn đó mọi người. Nói đi. Sẽ im lắm. Im lắm. Hạnh phúc là được yên. Rồi. Nãy giờ tôi mới thấy giây phút này là nghiêm túc của bà. Rồi chứ chị cũng rất là thích cái tính cách của em. Tôi giữ mãi cái nụ cười, giữ mãi cái tinh thần như vậy nha. Chương trình có một số áp với mình còn làm cái thủ tục. Bạc không? Không.
Cô ấy là con mèo nũng, gọi là con mèo nũng nịu nha, một con chó đỏng đỏng ha. Cô đến chăm sóc cô ấy nha, cứ coi như là nũng nịu lắm luôn. Tôi thiệt bây giờ cũng nũng nịu nha. Thấy cái tuổi này còn vậy, nhưng lớn hơn chút xíu nó sẽ bớt dần đi, không sao đâu ha. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc nha. Hy vọng là người lớn sẽ hỗ trợ các bạn nhỏ để các bạn có thể tìm được giá trị hạnh phúc và yêu thương. Ở đó chúng ta sẽ có một gia đình rất là ấm áp. Chương trình có một số phần quà dành tặng cho hai bạn. Đây là Aquaceline lăn nắp không mùi đến từ châu Âu, gửi tặng cho hai bạn. Rồi, ngoài cái việc làm MC ra, chú Quỳnh Linh còn đi bán xà bông nữa. Xà bông có hình chú Quỳnh Linh bán mấy cái chợ, nhưng mà mấy cái này mùi bán ế quá, là mua ủng hộ nha. Xà bông AVT của chú Quỳnh Linh á, xà bông giặt đồ này, xà bông rửa chén, rửa tay, lau sàn. Sáng làm MC, tối đi bán xà bông. Đây là phần quà tặng đến từ nước mắm Trí Hải. Mắm Trí Hải, một gia vị mà không thể thiếu ở trong bữa ăn của gia đình Việt Nam. Đây, quà cho bạn gái, bưởi gì đó. Mứt bưởi. Đây là phần quà tặng đến từ Katina Kelly, có sử dụng một bản tin nhắn. Còn nữa. Đây là một phần quà tặng đặc biệt đến từ Katina Kelly, đó là một voucher 20 triệu. Hai bạn sẽ nhận được phần quà này với điều kiện là hai bạn phải đăng ký kết hôn với nhau. Và chị Ngọc Lan tin rằng cái ngày mà nhận được cái voucher này nó không còn xa với hai bạn nữa đâu. Chúc hai bạn hạnh phúc nha. Chúc hai bạn mọi điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Thế là bác Mỹ. Rồi, ôm bó hoa nữa kìa. Bó hoa rất là đẹp luôn. Đi, đi, đi. Em đi, chị cầm. Một số đầu tiên, họ đã bóng nước hẹn hò với nhau và một tương lai tốt đẹp đang chờ đón họ. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai xem họ có bấm nút không quý vị. Xin mời. Xin mời nhà gái. Chào bạn gái, mời bạn ngồi. Mời nhà trai. Ngồi đi nhà trai. Mời nhà gái giới thiệu cho mình nè. Thủy năm nay bao nhiêu tuổi? 13 năm. Dạ. Thủy làm gì Thủy ơi? Em làm nhân viên kinh doanh. Quê Thủy ở đâu? Em Đồng Nai luôn. Bây giờ ở đó với ai Thủy? Ở đây có bố mẹ. À, ở chung gia đình luôn á hả? Mời em trai. Xin chào em, chào Quỳnh Linh. Thủy xin tự giới thiệu, em đây là Lê Trung Khánh. Em sinh năm 1989. Em quê ở Đông Hải. Hiện là em sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng em làm việc ở Bình Dương. Công việc của em là nhân viên vận máy, làm dây chuyền sản xuất tả chế đèn led. Thích gì thì cũng có gì đi. Hiện nay em ở thành phố Hồ Chí Minh hay ở Bình Dương? Dạ, hiện nay em ở thành phố Hồ Chí Minh. Em mở với ai? Em ở với em gái. Là mình ở nhà riêng mình hay là? Dạ, ở nhà riêng mình. Ở nhà riêng mình luôn? Dạ. Em gái có gia đình chưa? Dạ, em gái em có gia đình. Có gia đình rồi. Vậy thì ở chung với hai vợ chồng em gái ha. Dạ. Ở quận mấy em? Em ở quận Thủ Đức ạ. Quận Thủ Đức, thành phố Thủ Đức. Dạ. À. Rồi. Rồi, sơ bộ như vậy, bây giờ chúng ta đến với ưu điểm khuyết điểm đi, nhà gái.